Xin chào các bạn, để đến với Thuần Capital ngày hôm nay Trong cái video này Thuần sẽ chia sẻ với các bạn là hai dẫn chứng liên quan đến là tại sao mà cái số tiền mà bây giờ được bơm vào trong thị trường là tôi nghĩ là đến từ những cái tổ chức đầu tư lớn và những tổ chức đầu tư này là đến từ Hoa Kỳ chứ không phải là đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ Thì bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái loạt thuyết được chia sẻ bởi Eric Paul Eric Paul là CEO của công ty Block Tower Capital Đây là một công ty đầu tư trong thị trường tiền kỹ thuật số và Airpor đưa ra một loạt thuyết chia sẻ cảm nghĩ của ông ta về chuyện gì đang xảy ra ở thị trường Bitcoin Ở ở trên crypto tại sao mà giá được đẩy mạnh như vậy, ai đang mua. Thì các bạn thấy được là chúng ta bây giờ nhìn vào cái thuyết được chia sẻ bởi Airpor. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mời đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin chi tiết như là Facebook, Twitter và Telegram hay là bạn là một trader thì trước khi mà tham gia vào một sàn dịch nào các bạn bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital liên quan tới những cái sàn như là StepX, Binance, Bybit, Bitga, Coinbase, Ruminano và nhiều BlockFi và những ưu đãi như là các bạn có thể điền đơn và nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tính trên, trên miễn phí hay là được giảm 20% phí dịch mãi mãi những thông tin chi tiết sẽ nằm ở dưới cái video này thì trước hết Apple nói là một số những suy nghĩ về nguồn tiền mới đến từ đâu để mà đẩy giá của Bitcoin từ cái mức là 10.000 đô lên tới 18.000 đô, thì dựa theo Airport thì cái dòng tiền đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ hầu như là không thấy. Chúng đã từng nói tới là chúng ta nhìn vào những cái tài liệu như là bao nhiêu người đang tìm kiếm từ Bitcoin trên Google, đây là một trong những cái tài liệu mà chúng ta có thể thấy được là sự hứng thú người ta đi tìm kiếm Bitcoin là như thế nào. Tại vì một nguyên điều đó, nếu muốn đầu tư Bitcoin thì họ sẽ lên Google để mà họ tìm hiểu làm sao để đầu tư vào Bitcoin, Bitcoin là gì và ở đâu mới có thể mua được Bitcoin thì những cái số người người mà lên trên Google tìm cái từ Bitcoin bây giờ so với năm 2017 á, thì cái số lượng người đó chỉ là khoảng chừng là 10% mà thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ chúng ta chưa thấy dẫn chứng là nhiều nhà đầu tư mà trong thị trường tài chính truyền thống chứ không phải là trong thị trường crypto này có hứng thú đối với Bitcoin cho nên cái số lượng người tìm kiếm từ Bitcoin vẫn chưa có cao. Cái số lượng tiền bây giờ thì dựa theo Airport là ông ta tin tưởng là đến từ những cái tổ chức đầu tư thì các bạn thấy được là ngay cả tỷ lệ đòn bẩy trong thị trường crypto này là tương đối thấp ở thời điểm bây giờ thì lực mua là đến từ đâu thì dựa theo Airport là hầu hết những đợt tăng trưởng này như thường mới vừa chia sẻ là Airport tin tưởng là đến từ những cá nhân có số tiền lớn tại vì sao tại vì công ty Block Tower khi mà nhìn vào những cái đợt mua thì những đợt mua lớn gần đây á, là đến từ trong cái khung giờ là khung giờ làm việc của Hoa Kỳ, có nghĩa là ban ngày tại Hoa Kỳ và cái mô hình mua đó thì rõ ràng là mua theo cái kiểu algo, nghĩa là mua theo cái kiểu mà họ thành lập những con bot, họ dựa theo một cái lập trình để mà mua chứ không phải là mua như một người bình thường các bạn thấy được họ mua theo giờ, theo khung giờ và mua theo một cái mô hình rất là rõ ràng và hầu như là tất cả đều mua trong cái khoảng khung thời gian của Hoa Kỳ và khi mà giờ của Châu Á hoạt động có nghĩa là cái giờ mà thị Châu Á hoạt động thì không có động tĩnh là có nhiều đợt mua lớn cho nên đây là một dẫn chứng ông ta nghĩ là cái số lượng người mua lớn bây giờ là đến từ những cá nhân, những tổ chức có tiền lớn tại Hoa Kỳ và họ mua thông qua những con bot, những cái lập trình mua hay là họ thông qua những cái sàn OTC, những cái sàn mà mua bằng cách là thỏa thuận giữa người mua và người bán sử dụng những con bot, những cái algo. Thì Apple nói là tuy là mất nhiều thời gian hơn là nhiều mong đợi, có nghĩa là mất nhiều thời gian chúng ta mới thấy được cái tình hình là có nhiều công ty lớn tham gia vào chuyện crypto này và họ thu mua Bitcoin. Đây là một điều mà chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều trong thời gian 3 năm qua. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới thấy được điều này đã là sự thật. Có rất nhiều những cái quỹ đầu cơ như là bạn thấy được là Paul Tudor Jones đã bắt đầu tích lũy Bitcoin cho cả cá nhân của họ cũng như là cho quỹ đầu cơ của họ và cái xu hướng này đang tăng lên rất là nhanh để một cái xu hướng mà rất rõ ràng là thì bây giờ và Eric Paul nói là ông ta đã nhận được một số những cuộc gọi trong vòng vài tuần qua với những cái nhà quản lý quỹ đầu cơ và họ muốn thảo luận về việc mua năm cho đến 100 triệu đô la Bitcoin và đây là những cái tổ chức đầu tư mà mà đây là lần đầu tiên mà họ muốn mua Bitcoin và cũng như là các bạn thấy được là nhiều người nói là họ muốn phân bổ một phần vốn của quỹ đầu tư của họ vào thị trường Bitcoin này và họ phân bổ từ 1 nhiều khi lên tới 5 cho đến 10% của cái số lượng tiền mà họ đầu tư vào trong thị trường Bitcoin. Paul nói là những cái người mà gọi Paul, gọi công ty Black Tower Capital thì hầu hết chỉ quan tâm đến bitcoin mà thôi và họ đang quan tâm đến cái sự kiện tiền tệ hiện bây giờ tại vì cái sự pha trộn giữa lạm phát và tiền phát định bị giảm giá làm cho họ rất là quan tâm đến và họ tin tưởng bitcoin là một cái mảng đầu tư mà chưa được đánh giá cao và có khả năng là tăng bội số nghĩa là tăng một cách đột biến ngay cả khi mà họ chỉ lưu trữ một phần nhỏ phần trăm của cái quỹ đầu tư của họ vào thị trường Bitcoin này Có nghĩa là các bạn thấy được là những quỹ đầu tư có thể họ chích ra 1% của cái quỹ đó Mua Bitcoin hay là 5% thì lỡ như mà Bitcoin về con số 0 Cơ hội đó là hầu như cực kỳ thấp nhưng mà lỡ như Bitcoin trở về con số 0 Thì họ chỉ mất 1% hay là 5% trong quỹ đầu tư của họ Nhưng mà ngược lại Nếu như Bitcoin tăng trưởng 10 lần, 20 lần, 50 lần Thì cái số lợi nhuận họ có được rất là cao Cho nên khi mà so sánh cân bằng giữa cái rủi ro và cái cơ hội lợi nhuận thì nhiều đầu tư nghĩ là Bitcoin là một cái mảng đầu tư mà có giá trị cao họ muốn đầu tư vào Bitcoin thì bây giờ và cộng một thêm đó là những cái thông tin như là công ty PayPal hỗ trợ thị trường crypto và các nghiên cứu đến từ những ngân hàng lớn như là ngân hàng JPM và ngân hàng Group đã thuyết phục họ rằng là BTC sẽ tiếp tục tồn tại và cái thời điểm này nếu như mà họ nghe nhiều người bạn tỷ phú nói tới bịch khôi, có đây họ nghe nói tới bịch khôi một lần họ không quan tâm đến thì họ nghe nói bịch khôi hai lần thì họ cảm thấy là có hứng thú nhưng mà nếu như mà họ nghe ba người bạn tỷ phú nói về bitcoin thì họ sẽ rất là muốn mua tại vì họ cũng như là mọi người bình thường sẽ có những cái cảm xúc như là fomo và đương nhiên các bạn cũng đã biết là những quỹ đầu tư thì khi chúng ta nói tới cá voi cá mập thường đã chia sẻ là chúng ta gom họ hết lại à, thành một nhóm mà nói nhưng mà thật ra trong cái thị trường cá voi cá mập thì họ là những cái quỹ đầu tư cho nên họ vẫn cạnh tranh với nhau các bạn thấy được là họ vẫn cạnh tranh để mà lấy được số tiền đầu tư vào trong quỹ đầu tư của họ họ vẫn cạnh tranh để mà lấy được khách hàng cho nên những cái cá mập cá vôi họ vẫn tiếp tục cạnh tranh với nhau và đương nhiên nếu như mà họ thấy được là một quỹ đầu tư khác đầu tư vào bitcoin có lợi nhuận thì cái quỹ đầu tư này họ cũng là muốn đi theo để có được lợi nhuận đó để mà thu hút những cái nhà đầu tư đi theo họ trong quỹ đầu tư này chứ không phải là đi theo người khác mà đầu tư vào bitcoin Họ muốn tự đầu tư bitcoin để mà tiếp tục có được cái phần lợi nhuận cao thì những câu hỏi mà phổ biến nhất trong thời gian này mà Eric nhận được đó chính là đầu tiên là liệu chính phủ có cấm Bitcoin nếu nó đủ lớn hay là không. Thứ nhì là những nhà đầu tư thì họ nói là nghe nói là cái việc đào Bitcoin tập trung ở Trung Quốc đó có phải là một rủi ro hay là không. Và câu hỏi thứ ba rất phổ biến đó chính là làm cách nào để chúng tôi có thể mua được 100 triệu đô la và làm cách nào để lưu trữ nó. Các bạn thấy được đây là những cái dẫn chứng, những cái suy nghĩ được chia sẻ bởi Airport của BlockTower Capital về những gì đang xảy ra và các bạn thấy là những cái tài liệu này, những suy nghĩ này cho chúng ta được Airport thì tin tưởng là cái số lượng tiền mà được đẩy vào thị trường bây giờ là cái, cái FOMO đến từ những cái tổ chức đầu tư lớn. Các bạn nghĩ sao về tài liệu này các bạn comment ở phía dưới. Đây cũng là một cái điều mà chúng ta cũng là nói tới trong vòng 2-3 tuần qua thì tôi muốn chia sẻ một cái đoạn video ngắn với các bạn đây là một cái video được đăng tải bởi đài CNBC thì ngày hôm qua đài CNBC là một lần nữa nói về Bitcoin các bạn thấy được là trong thời gian gần đây thì đài CNBC cũng nói khá nhiều về Bitcoin khi mà các bạn lên trên YouTube bạn tìm thấy là trong vòng một tháng qua thì hầu như Bitcoin là một cái đề tài mà được nói tới rất là nhiều bởi đài CNBC đây là một cái đài rất là lớn tại Hoa Kỳ và cả thế giới liên quan đến thị trường tài chính và rất nhiều người đầu tư hầu như ai cũng xem đài CNBC và các bạn thấy được là đài CNBC đã đưa ra thêm một cuộc phỏng vấn liên quan tới Bitcoin với lại Chief Investment Officer có nghĩa là giám đốc đầu tư của công ty BlackRock thì công ty BlackRock là một cái công ty mà chuyên về đầu tư đã có lịch sử từ năm 1900 88 và các bạn thấy được là công ty BlackRock hiện bây giờ là cái số tiền mà công ty BlackRock có được đang quản lý là lên tới con số là 7,43 nghìn tỷ là 7,43 nghìn tỷ là gần như là ngang hàng với tất cả tổng số vốn hóa của vàng ở trên thế giới các bạn thấy được là đây là một con số cực kỳ cao và Chief Investment Officer của công ty BlackRock đã nói gì trong cái đoạn phỏng vấn ngắn này để thân chích một đoạn ngắn để mà cho các bạn thấy được là đã được nói về những đề tài gì Welcome back to Fast Money. We've got a Bitcoin alert, the cryptocurrency making big. Thì cái lúc mà cái đoàn phỏng vấn này đang được thâu thì đây là lúc mà giá Bitcoin đã mức là 18.550. Thì các bạn thấy là cái giá bây giờ Bitcoin là 18.588 thì cũng tương tự như là cái giá hiện bây giờ. Thì chúng ta hãy xem coi coi là giám đốc đầu tư của công ty đầu tư BlackRock đã nói gì về Bitcoin. Today on CNBC. And I think cryptocurrency is here to stay, and I think it is a durable. And you've seen the central banks that have talked about digital currencies. I think digital currency and the receptivity, particularly millennials' receptivity of uh, of technology and cryptocurrency, is real. Digital payment systems is real. So I think Bitcoin is here to stay. This cuộc phát biểu của cái giám đốc đầu tư của công ty BlackRock thì... giám đốc đầu tư của công ty đầu tư Blackrock đã nói là ông ta nghĩ là tiền kỹ thuật số mà cái điều thú vị đây là ông ta sử dụng cái tiền kỹ thuật số cryptocurrency và cái từ là tiền điện tử digital currency làm ta sử dụng cả hai thì đầu tiên hết ông ta nói là ông ta nghĩ là tiền kỹ thuật số hay là tiền điện tử là đã có mặt và sẽ ở lại không có đi đâu hết và ông ta cũng đã đề cập tới là bây giờ chúng ta nghe nói xôn xao từ những cái ngân hàng Trung ương cũng nói về tiền điện tử và đặc biệt là ông ta nói tới Bitcoin. Ông ta nghĩ là Bitcoin sẽ tiếp tục ở lại và sẽ trở thành một phần của thị trường tài chính và cái tiền điện tử là một trong những cái mảng đầu tư mà sẽ ở lại và cũng sẽ như là Bitcoin trở thành một phần của thị trường đầu tư tài chính. I think it's a và nhiều người thì hỏi ông ta là có nghĩ là Bitcoin sẽ trở thành một vàng điện tử hay không, không những như vậy mà Bitcoin có sẽ chiếm đi một phần của thị trường vàng hay là không thì các bạn thấy được là lời phát biểu của giám đốc đầu tư của công ty BlackRock nói là ông ta tin tưởng là như vậy, Bitcoin sẽ trở thành một vàng điện tử sẽ lấy đi một phần của thị trường vàng. Tại vì Bitcoin là một tài sản mà dễ dàng các bạn có thể là di chuyển được chứ không có phải như là vàng. Và then passing a bar of gold around. Wow, so BlackRock is saying Bitcoin could replace gold one day. Và bây giờ thì đây là những cái người mà ở trên đài CNBC đang bàn luận về vấn đề liên quan tới Bitcoin và liên quan đến lời phát biểu của giám đốc đầu tư của công ty BlackRock. Yes, I think he would have and uh, you know, it's nice it's nice to see somebody like Rick being able to say that because I'm sure he's done his research on this. Thì đây là một trong những người mà dẫn chương trình của đài CNBC. Người này nói là cái lời phát biểu của giám đốc đầu tư của công ty BlackRock thì cũng tương tự như là một trong những cái điều mà khác biệt thời điểm bây giờ so với cái T3 năm liên quan tới những cái nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư thì cái sự suy nghĩ của họ về thị trường Bitcoin đã hoàn toàn khác. Bây giờ thì những công ty lớn đều coi Bitcoin như là một loại vàng điện tử và cái sự khác biệt khi mà chúng ta nghe lời phát biểu đến từ một người như là giám đốc đầu tư của công ty đầu tư BlackRock một trong những công ty mà các bạn thấy được là đang quản lý số tiền gần như là 8.000 tỷ đô la thì khi mà ông ta nói về Bitcoin thì mọi người sẽ lắng nghe và khi mà ông ta có lòng tin về Bitcoin thì mọi người cũng sẽ chú tâm đến chứ không phải như là một người mà không có tên tuổi trong thị trường tài chính. So three years ago, I talked to institutional investors and they say, hey BK, I can't invest in this. My risk management team won't even let me touch it. Now you have institutional investors saying, hey wait, I gotta buy this thing. Thì người mà đang nói chuyện, à, người ta gọi là BK hay là tên của ta là Brian Kelly. Thì brand Kelly nói là một trong những dẫn chứng là cách đây 3 năm khi mà Brian Kelly nói Bitcoin với lại những cái công ty đầu tư thì người ta nói thẳng với Brian Kelly là không thể nào mà công ty có thể đầu tư vào Bitcoin được tại vì quá rủi ro nhưng mà ngược lại thì thời điểm bây giờ 3 năm sau thì các công ty hầu như là ao ạc muốn mua Bitcoin mọi người bây giờ đều muốn lưu trữ Bitcoin và dẫn đến trong một tình hình hiện bây giờ là cái sự khan hiếm của Bitcoin tại vì có quá nhiều tổ chức đầu tư muốn mua cái số lượng lớn Uh, the final thing I would just say though is that you, know, you have to have a long term view on this Thì Brian Kelly nói là tình hình bây giờ so với lại cách đây là 4 năm Thì 4 năm trước Brian Kelly cũng đã từng nói tới Bitcoin trên đài CNBC Và lúc đó thì giá của Bitcoin 4 năm trước năm 2016 là chỉ có 899 đồng mà thôi Và câu hỏi là lúc đó 899 đồng thì có phải là đã quá mắc hay không Thì các bạn thấy được là mọi người đều cười tại vì các bạn thấy là nhìn tới hiện bây giờ thì 899 đồng trong đồng bitcoin thì thật sự rất là rẻ nhưng mà Brian Charlie cũng nhắc nhở mọi người là bitcoin sau đó đã lên tới 1.200 đô và từ 1200 đô lại đi xuống chỉ còn có 6.700 đô và sau đó mới từ cái mức đó lên cái mức cao của năm 2017 chứ không có phải là đi lên liên tục trong cái thời gian qua cho nên mọi người cần phải có cái tầm nhìn xa hơn tại vì bitcoin nó có thể dao động rất là nhiều so... Point is if you're gonna buy Bitcoin, understand it's incredibly volatile and have a long term view. Và cuối cùng là Brian Kuhn nhắc nhở nên nếu như những bạn nào mà muốn đầu tư vào Bitcoin thì nên có một cái tầm nhìn, một cái thời gian đầu tư lâu dài và phải hiểu được là Bitcoin hay lên xuống rất là bất thường nhưng mà thời gian dài hạn thì đây là một cái mảng đầu tư mà mang lại rất nhiều lợi nhuận như là các bạn đã thấy trong thời gian qua. Thì đó là dẫn chứng mà tại sao mà tôi nghĩ là cái số tiền mà đang đẩy cái giá Bitcoin lên trong thời gian gần đây đó chính là số tiền đến từ những tổ chức đầu tư lớn và đến từ Hoa Kỳ. Và thực ra còn rất nhiều những cái thông tin khác nữa cũng tương tự như mình thường chia sẻ trong những cái video tới đây. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và hôm nay là cuối tuần thì tôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và thuận. Sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.